Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Thì lúc sáng mình có làm video ấy, thì bây giờ mình vào lại thì nó tự nó mở khóa cái chế độ khó cho mình này các bạn, chứ không cần thiết là phải AFK trong game 3 tiếng nhá. Thì mình không biết các bạn kia bị lỗi, mấy bạn cứ bảo bị lỗi là lỗi cái gì mình không biết nhá. Thì hiện tại mình làm thì được nè các bạn, mình làm mình vừa chơi phá đảo cái mức độ khó rồi nè, giờ mình đợi 20 phút để mình nhận vật phẩm thôi. Hiện tại sau khi mà mình kill được con boss này và win cái map 2 này các bạn, mình đợi thêm vài phút thì đạt tới cái độ 20 phút ấy thì mình cũng không nhận được cái vật phẩm này các bạn ạ. Thì mình có vô chỗ cái item vật phẩm mình xem á, thì một số cho rằng là scam, một số cho rằng cái game này nó scam không có, một số cho rằng là cái lỗi này là của Roblox, không phải lỗi của chủ sở hữu là người tạo ra các bạn. Thì đấy là cái này hiện tại vẫn chưa claim được các bạn ạ, không biết lý do vì sao. Thì nếu mà bạn nào thích cái này thì có thể theo dõi nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.